Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện Lời Sống Hằng Ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 11 tháng 9, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Cầu Vọng Hy Vọng, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký chương 9, từ câu 11 đến câu 17. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 9, từ câu 11 đến câu 17, bản truyền thống Hiệu Đính. Vậy, ta lập giao ước với các con. Mọi loài xác thịt sẽ không bị nước lụt tiêu diệt nữa, và cũng không có trận lụt nào để hủy phá quả đất nữa. Đức Chúa Trời phán, đây là dấu hiệu về giao ước đời đời mà ta lập giữa ta với các con, với mọi loài sinh vật đang ở với các con. Trải qua các thế hệ, ta đặt cầu vồng của ta trên tầng mây để làm dấu hiệu về giao ước giữa ta và quả đất. Mỗi khi ta giăng mây trên bầu trời và cầu vồng xuất hiện trên tầng mây, ta sẽ nhớ lại giao ước mà ta đã lập với các con, cũng như với mọi sinh vật, mọi loài xác thịt, thì nước sẽ chẳng bao giờ trở thành trận lụt để hủy diệt mọi loài xác thịt nữa. Khi cầu vồng xuất hiện trên tầng mây, ta nhìn xem nó để nhớ lại giao ước đời đời giữa Đức Chúa Trời với mọi sinh vật, mọi loài xác thịt trên đất. Đức Chúa Trời lại phán với Noê, đó là dấu hiệu về giao ước mà ta đã lập giữa ta và mọi loài xác thịt trên đất. Câu gốc hôm nay được chép trong Sáng Thế Ký chương 9 câu 15. Ta sẽ nhớ lại giao ước mà ta đã lập với các con, cũng như với mọi sinh vật. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2023, trong sự kiện tưởng niệm 22 năm vụ tấn công khủng bố ở Hoa Kỳ, chiếc cầu vồng đôi tuyệt đẹp đã xuất hiện trên bầu trời thành phố New York, là nơi tọa lạc tòa tháp đôi trước đây. Thành phố này đã chịu tổn thất nặng nề nhất trong các cuộc tấn công đó. Hơn hai thập kỷ sau, cầu vồng đôi đã mang lại niềm hy vọng và chữa lành cho những người có mặt tại đó. Một thước phim ghi lại khoảnh khắc này, quay cảnh cầu vồng dường như phát ra từ chính địa điểm trung tâm thương mại thế giới. Cầu vồng trên bầu trời minh chứng cho sự thành tín của Đức Chúa Trời kể từ thời Noê. Sau sự phán xét tội lỗi của Đức Chúa Trời dẫn đến sự hủy diệt kinh hoàng, Ngài đã chiếu tia sáng rực rỡ như một lời nhắc nhở trực tiếp về giao ước đời đời giữa Ngài và mọi sinh vật. Sau 40 ngày mưa đen tối và nhiều tháng lũ lụt, chúng ta có thể hình dung được sự phấn khởi của Noê và gia đình ông khi nhìn thấy cầu vồng, dấu hiệu về giao ước. Đó là lời nhắc nhở về sự thành tín của Chúa rằng không có trận lụt nào để hủy phá quả đất nữa. Khi chúng ta đối mặt với những ngày đen tối và mất mát bi thảm, dù là do thiên tai, nỗi đau thể xác, tinh thần hay hoàn cảnh khó khăn do bệnh tật, chúng ta hãy cứ trông cậy nơi Chúa để tìm được niềm hy vọng giữa lúc gian nguy. Ngay cả khi không nhìn thấy cầu vồng trong những khoảnh khắc đó, chúng ta vẫn có thể tin chắc rằng Ngài sẽ thành tín với những lời hứa của Ngài. Chúa đã bày tỏ sự hiện diện của Ngài với bạn thế nào trong những lúc khó khăn? Hôm nay, có ai cần nghe lời chứng của bạn? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy sự hiện diện của Ngài giữa những khó khăn ngày hôm nay. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube.
kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.